Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Không khí tại một số điểm du lịch ở Tràng An. Hải Dương tổ chức giải gia đình thể thao mừng xuân 2018. Bắc Ninh bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Tuồng. Điểm sáng thủy sản tỉnh Thái Bình. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng tốt đẹp. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường đến các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ đền chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Chùa Vạn Xuân, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, hay còn gọi là chùa Bồ, từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của các Phật tử và du khách trong và ngoài tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm của người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để mỗi con người hòa mình vào chốn tâm linh, tìm về với cội nguồn dân tộc. Đối với đạo Phật, tới chùa là con người được sống với cái tâm thanh tịnh, cúng dường, không tham, không sân, không si. Và khi mỗi hồi chuông vang lên cũng là để đánh thức những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Ý tiếng chuông thỉnh lên để cho tất cả toàn dân biết đây là nơi tĩnh mịch giải thoát cho con người, và dưới ở địa ngục thì các chúng sinh được tiêu sinh tịnh độ. Khi cuộc sống ngày một hiện đại và văn minh, con người lại càng muốn tìm về chốn tâm linh, bỏ lại những vất vả mưu sinh. Việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho mỗi người giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên, mà còn hướng con người tới cái thiện, làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội. Với thiên nhiên hoang sơ, phong cảnh non nước hữu tình, Ninh Bình đã trở thành một trong những điểm được đông đảo du khách lựa chọn trong chuyến du xuân đầu năm. Thời tiết những ngày Tết ấm áp như chiều lòng người đi lễ chùa đầu xuân tại khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan chiêm bái. Ai nấy đều cầu những điều bình an cho gia đình và chiêm ngưỡng chụp những bức ảnh đẹp của ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Đầu xuân năm mới thì cũng vừa là du xuân vừa là muốn có tấm lòng hướng Phật thì để một năm mộ tuất, gọi là làm những việc thiện và làm tốt công việc của gia đình. Tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, những ngày đầu năm mới này cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt tại đền Vua Đinh, trước bái đường có long xà làm bằng đá nguyên khối, thu hút đông đảo người xem đến tìm hiểu, nhất là đối với du khách nước ngoài. Con người ở đây rất là thân thiện, và đặc biệt tôi là một giáo viên, vì vậy mà tôi rất là yêu trẻ nhỏ. Và khi mà tôi đến đây, tôi thấy những em trẻ nhỏ học sinh đạp xe, tôi cảm thấy cuộc sống rất là yên bình tại mảnh đất này. Và đặc biệt là khu vực này là một khu vực mà có cái truyền thống lịch sử, cũng như là cái cảnh quan ở đây thiên nhiên và hòa quyện cùng với con người đến đây, làm cho tôi cảm thấy là yêu đất nước Việt Nam rất là nhiều. Và khi mà tôi đến đây thì tất cả mọi thứ, môi trường đây, cảnh quan rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Trong những ngày đầu năm mới du xuân đến những điểm du lịch, mọi người đều mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc. Đây đã trở thành một nét đẹp của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức giải gia đình thể thao mừng Đảng mừng xuân 2018. Tham dự giải năm nay có trên 100 vận động viên đại diện cho các gia đình thể thao của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài các môn bóng bàn, cầu lông và bóng chuyền nam, trong đó môn bóng bàn có thi đấu 4 nội dung: đồng đội, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Môn cầu lông thi đấu 9 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở lứa tuổi dưới và trên 46, đôi vợ chồng các lứa tuổi dưới 35, từ 35 đến 55 và trên 56 tuổi. Giải gia đình thể thao là sân chơi thường niên vào mỗi dịp đầu xuân nhằm cổ vũ, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong mỗi gia đình, góp phần vào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc. Tuồng là môn nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc. Tại tỉnh Bắc Ninh, tuồng hiện vẫn còn ở một số địa phương. Tuy nhiên, trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam hiện đại, tuồng có phần bị mai một và không được nhiều khán giả trẻ đón nhận. Theo các cụ cao niên kể lại, tuồng Nghiêm Xá có lịch sử phát triển lâu đời, ra đời và đi vào hoạt động từ năm 1961, nhưng rồi do nhiều yếu tố tác động, câu lạc bộ hoạt động không liên tục. Cho đến 8 năm trở lại đây, khi điều kiện kinh tế xã hội địa phương có phần được cải thiện, đời sống người dân được nâng cao, môn nghệ thuật tuồng đã sống lại.
Từ việc ban đầu chỉ có vài thành viên đến nay, câu lạc bộ đã có trên 20 diễn viên nhạc công. Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không có chế độ thù lao, tập và biểu diễn trong những dịp lễ Tết, phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Đặc biệt mới đây, câu lạc bộ đã tham gia hội diễn không chuyên các môn nghệ thuật sân khấu tỉnh Bắc Ninh và giành huy chương bạc, tham gia các cuộc giao lưu với các câu lạc bộ tuồng trong và ngoài tỉnh. Từ thời các cụ đã có cái truyền thống làm về cải lương rồi tuồng, đến giờ thì chúng tôi đã khôi phục lại đoàn tuồng của Nghiêm Xá này và gọi là câu lạc bộ. Phần lớn là sự đam mê của cá nhân, những người yêu văn nghệ đến. Muốn duy trì được thì là phải có những người yêu thích về nghệ thuật tuồng này. Thế mà ở đây thì đoàn chúng tôi hoàn toàn là nông dân. Toàn bộ là những người chân dưới ruộng, chân trên bờ, chân lên sân khấu. Thế chúng tôi cứ tập luyện bảo nhau thôi. Xác định được tầm quan trọng chiến lược của công tác bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật dân gian mà ông cha ta dày công sáng tạo truyền giữ, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên, hầu hết các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống được thành lập và duy trì sinh hoạt chỉ bằng lòng say mê, nhiệt huyết của các thành viên lớn tuổi. Kinh phí hoạt động rất hạn hẹp, trang phục đạo cụ cũ kỹ. Do đó, các vở diễn thường không có sự đổi mới để phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo về tác hại của rượu bia, nhưng trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn ở mức cao, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Đối và Bệnh viện Đa khoa Hương Hà, tính từ ngày 29 Tết đến 7 giờ ngày 16 Tết Mậu Tuất, ba bệnh viện này đã tiếp nhận 192 trường hợp đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 54 trường hợp, Bệnh viện Hương Hà 50 trường hợp và Bệnh viện Đa khoa Phố Đối 88 trường hợp, đã có một trường hợp tử vong. Điều đáng nói là trong 2 ngày, mùng 3 và 4 Tết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng đột biến từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, ngày mùng 3 Tết có tới 26 trường hợp, Hưng Hà có 25 trường hợp, ngày mùng 4 Tết tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng có 18 trường hợp. Trong đó, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, các bệnh viện còn tiếp nhận tới 40 trường hợp nhập viện do mâu thuẫn đánh nhau. Riêng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận 2 ca ngộ độc do uống rượu, 9 trường hợp bị các tai nạn khác và 1 trường hợp bệnh nhân dưới 2 tuổi ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân do sơ sẩy của người lớn khiến trẻ bị ngã vào chậu hóa tiền vàng. Sau kỳ nghỉ Tết, lượng người tham gia giao thông sẽ tăng cao, do đó tình hình về tai nạn giao thông sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông của các ngành chức năng, thì người tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện khi đã dùng rượu bia để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bà con nông dân trong tỉnh Hải Dương đã ra quân sản xuất nông nghiệp đầu năm với hy vọng năm mới, mưa thuận gió hòa, nông nghiệp được mùa được giá, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi. Trên các cánh đồng, nông dân cần mẫn với công việc cấy lúa theo đúng lịch thời vụ. Trước Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã cấy được hơn 30.000 hectare lúa. Nhiều địa phương đã sử dụng máy cấy đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, giảm chi phí và giải quyết được bài toán thiếu lao động sản xuất nông nghiệp. Tại các vùng trồng màu, bà con nông dân khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất để cấy lúa, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân. Vụ chiêm xuân này, toàn tỉnh phấn đấu cấy 60.000 hectare lúa. Sản xuất nông nghiệp Hải Dương trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ý thức về thời vụ, thâm canh, sử dụng giống theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. Vì thế đã góp phần đem lại hiệu quả mùa vụ cao hơn so với trước đây. Tại Bắc Ninh, mặc dù giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 3% cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh, song tỉnh luôn chú trọng ban hành các chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững và hiệu quả. Nhờ vậy, thời gian qua đã xuất hiện nhiều điển hình trong sản xuất nông nghiệp. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn trên cơ sở ưu tiên đầu tư cho các loại cây con có hiệu quả cao, tăng tỷ trọng chăn nuôi thủy sản, giảm tỷ trọng trồng trọt trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp.
đặc biệt trong phát triển chăn nuôi sẽ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Với mục tiêu này thì việc xây dựng các mô hình trang trại, các vùng sản xuất tập trung theo hướng tích tụ ruộng đất đang là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn. Trong đó, các chủ trang trại, các hộ nông dân giữ vai trò chủ thể trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có 2.846 hộ phát triển kinh tế VAC, trong đó có 248 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hàng năm, giá trị kinh tế từ các trang trại ra trại mang lại khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Một mùa xuân mới đang về với sự quan tâm kịp thời bằng các chính sách hỗ trợ người nông dân mở rộng phát triển sản xuất. Chúng ta tin tưởng rằng Bắc Ninh sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân tỷ phú để ruộng vườn mãi mãi một màu xanh no ấm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 là năm nhiều khó khăn với ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình. Nhưng nhìn nhận ở lĩnh vực thủy sản thì đây lại là một năm đầy khởi sắc. Bởi với những giá trị đóng góp, thủy sản đã góp cho ngành nông nghiệp Thái Bình nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế chung của toàn ngành. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những điểm sáng đáng ghi nhận của lĩnh vực thủy sản trong năm 2017. Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, các địa phương đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, ưu tiên đưa công nghệ cao vào sản xuất và đa dạng hóa các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Năm 2017, diện tích cá lồng toàn tỉnh tăng trên 78% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, Thái Bình cũng đã mở rộng được diện tích nuôi tôm công nghệ cao với khoảng 120 ha và dự kiến mở rộng thêm diện tích nuôi tôm công nghệ cao trong thời gian tới tại ba huyện Tiền Hải, Thái Thụy và Kiến Sương. Từ những phương thức nuôi này đã giúp mang lại lợi nhuận cao gấp 4 đến 5 lần so với hình thức nuôi truyền thống. Thái Bình đi theo cái hướng phát triển tôm ngược công nghiệp là đúng hướng. Cái năng suất nó cũng cao hơn, cái rủi ro thì nó giảm thiểu đi. Năm 2017 cũng là một năm ngư dân vươn khơi bám biển với rất nhiều thuận lợi và thu được thành quả cao. Những chính sách của chính phủ của tỉnh triển khai kịp thời đã giúp nhiều chủ tàu thuyền khai thác hải sản nâng công suất nhỏ lên công suất lớn. Cụ thể, đã có gần 225 tàu có công suất trên 90 CV, tăng 41 tàu so với cùng kỳ năm 2016. Do vậy, sản lượng khai thác năm 2017 ước đạt trên 74.000 tấn, tăng 8,4% so với năm 2016. Nhưng có lẽ sẽ là thiếu nếu không thể kể đến điểm sáng của xuất khẩu thủy sản trong năm 2017. Đó là hàng ngàn tấn ngao sạch của bà con nông dân xuất sang được các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Với bước tiến này đã mở ra cơ hội để sản phẩm ngao Thái Bình có thể trở thành sản phẩm chủ lực xuất khẩu lớn, mang lại thu nhập lớn cho người dân vùng biển. Năm 2018 thì Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục là tham mưu cho sở theo cái hướng là phát triển đồng đều cả ba lĩnh vực, một là về khai thác, hai là về nuôi trồng, ba là về nâng cao các sản phẩm để sản xuất để xuất khẩu. Từ những điểm sáng của năm 2017, năm 2018, thủy sản Thái Bình sẽ tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng đạt 7,4% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm và thu nhập của ngư dân sẽ chính là thước đo cho mục tiêu này. Nói đến sự phát triển của Hiệp hội nuôi cá bống bớp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, không thể không nhắc đến cơ sở sản xuất và thu mua cá bống bớp Sơn Nguyệt của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn ở khu phố 6 thị trấn Sạng Đông làm chủ. Mỗi năm từ việc sản xuất cá bống bớp giống cung cấp cho bà con trong vùng và thu mua tiêu thụ cá bống bớp thương phẩm trên địa bàn, gia đình anh Sơn thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay, anh Sơn đang sở hữu 3 trại sản xuất giống với công suất 10 triệu con giống một năm, trong đó vụ thu sản xuất từ 2 đến 3 triệu con, vụ xuân hè từ 6 đến 7 triệu con. Theo anh Sơn, thức ăn cho cá bống bớp gồm các loại cá biển hoặc moi tép biển, nhưng thức ăn phải tươi, đưa máy nghiền nhỏ cho thức ăn trực tiếp, không pha thức ăn công nghiệp. Theo kinh nghiệm của anh Sơn, thời gian tháng 2 âm lịch bắt đầu sản xuất giống, say từ 45 đến 50 ngày phát triển thành cá hương và bắt đầu xuất bán cá giống. Do có giá trị dinh dưỡng cao, thịt ngọt, dai và thơm nên hiện nay cá bống bớp trở thành món ăn đặc sản.
Nếu được giới thiệu và thị trường thế giới chấp nhận thì đây sẽ là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, cá bống bớp Nghĩa Hưng mới chỉ phân phối tại thị trường nội địa và xuất khẩu qua đường tiểu ngạch. Cơ sở của anh Sơn là một trong số ít đại lý thu gom và tiêu thụ cá bống bớp trên địa bàn huyện. Với đặc tính khỏe, dễ nuôi, được thị trường ưa chuộng nên cá bống bớp đã phát triển ở một số xã của huyện Nghĩa Hưng như Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, thị trấn Rạng Đông. Hiện có khoảng 300 hộ tham gia nuôi cá bống bớp với diện tích từ 700 đến 800 ha. Tổng sản lượng ước đạt 2.000 đến 2.500 tấn một năm. Bên cạnh đó, nghề nuôi cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân lúc nông nhàn. Tôi làm đây là đến nay coi là 7 năm rồi. 7 năm? Vâng, 7 năm. Công việc ở đây thì bác nhận xét có đều không? Có thường nói chung xuyên là công việc của chú thì nói chung ở đây thì cũng đều. Kỹ thuật đây thì nó cũng bình thường vậy thì ạ. Vì chúng tôi làm rồi mấy nó cũng là cái quen nữa. Tháng của tôi nếu mà tôi làm về ra tháng cũng khoảng cỡ rồi hơn 6 triệu. Chúng em đi làm thì đi sáng thì đi từ 6 rưỡi đến 11 giờ. Cũng bình thường ạ. Về kỹ thuật thì cũng bình thường ạ. Công việc cũng vừa sức mình cũng không quá sức ạ. Cũng được 6-7 triệu. Nếu mà nói về làm ở đây thì là chúng em đi làm ở đây là lương tháng vậy là đạt được yêu cầu của chúng em ở nhà quê đấy ạ. Trong tiết xuân nồng ấm, niềm vui của gia đình anh Sơn và các hộ nuôi cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng được nhân lên gấp bội bởi tiềm năng và lợi thế phát triển con cá bống bớp đã mang lại cuộc sống khá giả. Hy vọng trong mùa xuân mới này sẽ có nhiều câu chuyện nữa được kể về tỷ phú từ con cá bống bớp như anh Sơn. Về thăm làng nghề gốm Bổ Bát ở xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình những ngày đầu xuân mới, cảm nhận hết được tình yêu của những người thợ làm nghề. Với đôi bàn tay cần cù, khéo léo, trí sáng tạo, các sản phẩm của làng nghề truyền thống đã có mặt tại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Đây là sự kết tinh truyền thống văn hóa, đặc biệt là tình cảm của những người thợ đã tạo nên những sản phẩm có hồn cốt mang nét đặc sắc riêng. Điều độc đáo nhất của gốm Bồ Bát đó là nguyên liệu được làm từ nguồn đất sét trắng ở địa phương. Từ nguyên liệu thô này, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như ngâm, ủ, sàng lọc, loại bỏ tạp chất để thu về một loại đất mềm, mịn, dẻo rồi bắt đầu việc tạo hình cho các sản phẩm gốm. Khi mà tạo ra những cái sản phẩm này tôi cảm thấy rất là vui và rất là tự hào vì tôi đã đưa được những cái hình ảnh rất là đối tự nhiên mà có ở xung quanh ta mà đưa được lên những cái sản phẩm như này tạo ra cho nó một cảm giác rất là tự nhiên, độc đáo và tôi rất là vui và tự hào với những cái sản phẩm làm ra đã được đưa ra thị trường và được nhiều người tiếp nhận rất là tích cực. Nên là tôi cảm thấy rất là vui. Thường ở các làng nghề, đa số những người theo nghề truyền thống là những người cao niên trong làng, xã. Nhưng với nghề gốm ở đây thì chủ yếu là những thanh niên, có người chỉ 18 đôi mươi. Nhưng với tình yêu và mong muốn giữ gìn làng nghề truyền thống của địa phương nên đã tìm đến để học và làm nghề. Qua những đôi tay khéo léo, tỉ mỉ của những người thợ đã tạo nên hồn cốt cho từng sản phẩm. Thì em thấy là cái công việc làm gốm này thì nó cũng... Ban đầu thì cũng rất là cảm thấy rất là khó nhưng mà khi mà mình cố gắng để mình học thì bây giờ em vẽ thì cũng cảm thấy là cũng tạm ổn so với ban đầu. Khi mà em đưa được cái sản phẩm này vào cái bát hoặc cái đĩa thì em thấy là nó rất là tinh tế và nó giống như là mình thổi hồn được vào một cái sản phẩm mà mình ưng ý. Một mùa xuân mới lại về với làng gốm, tô thắm sắc xuân trên những nẻo đường, trên những khuôn mặt rạng ngời, mang lại niềm vui và biết bao hy vọng cho người dân nơi đây. Không ồn ào nhộn nhịp như nhiều làng nghề truyền thống khác, làng nghề gốm Bổ Bát với một không gian yên ả, thanh bình. Đằng sau sự yên lặng ấy là những ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, là những tấm lòng giàu nhiệt huyết với làng nghề truyền thống của quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.